Kính thưa các thầy trong chủ tọa đoàn, kính thưa các thầy, các bạn, các anh chị đồng nghiệp. Thì hôm nay trước hết thì tôi xin trân trọng cảm ơn ban tổ chức đã dành cho chúng tôi cơ hội được trình bày một cái chủ đề mà có vẻ như là nghe chừng như có vẻ ngoại đạo. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là cái việc mà áp dụng thở máy nó không chỉ là trong một cái ranh giới của khoa cấp cứu, khoa hồi sức mà nó sẽ còn mở rộng ra trong rất nhiều các chuyên khoa, đặc biệt là chuyên khoa hô hấp. Thêm vào đó thì cái thở máy không xâm nhập không phải là chỉ còn dừng ở trong cái khu vực của bệnh viện mà nó còn được áp dụng trong rất nhiều các khu vực khác. Ví dụ như là home care là một cái mảng mà chúng ta đang cần phải cải thiện rất là nhiều trong cái tương lai phát triển của tất cả các chuyên ngành. Thì cái nội dung trình bày của chúng tôi ở đây, tôi sẽ trình bày ba cái chủ đề chính. Thứ nhất là các cái rối loạn thông khí và oxy hóa máu mà chúng ta thường gặp trong viêm phổi. Thứ hai, tôi sẽ đề cập về một chút về cái tổng quan về thông khí hay là thở máy không xâm nhập. Và thứ ba là chúng tôi cũng xin cập nhật một chút về cái việc áp dụng cái thông khí không xâm nhập trên những bệnh nhân viêm phổi nặng. Như chúng ta đã biết ý, về mặt định nghĩa thì viêm phổi đó là một cái phản ứng viêm có tính chất rất là đặc trưng, tức là anh nhìn thấy cái thâm nhiễm rất nhiều trên các vùng của phổi và nó gây ra một cái tổn thương đôi khi nó rất là nặng, và như thầy Thành đã nói đấy, nó có thể là gây ảnh hưởng đến các cái chức năng, các cơ quan, và đặc biệt chúng ta chú ý đến cái vấn đề liên quan đến các cái suy chức năng. Thì trong đó suy chức năng hô hấp là cái chức năng quan trọng nhất và nó là ảnh hưởng trực tiếp. Và rất nhiều cái việc mà nếu mà chúng ta không can thiệp kịp thời thì sẽ dẫn đến cái hậu quả là bệnh nhân sẽ tử vong. Đối với mức độ tổn thương ấy, thì viêm phổi là một cái thể mà chúng ta sẽ nhìn thấy nó sẽ tồn tại rất nhiều dạng. Có thể là chỉ một cái đám mờ, một cái viêm phổi thùy thôi. Có thể cái mờ nó sẽ tiếp tục tiến triển, lan rộng hơn, hoặc là nó có thể là lan rộng ra toàn bộ hai bên phổi. Và khi chúng ta nhìn thấy cái hình ảnh lâm sàng như thầy Thành bảo là chụp cái phim AP đấy, mà chỉ thấy là hình ảnh trước sau mà thấy nó mờ như thế, thì chúng ta thấy nhiều bác sĩ đã tá hỏa và chuyển bệnh nhân ngay lập tức đến hồi sức. Vì là chúng ta sợ đấy là cái tổn thương mà chúng tôi gọi trên lâm sàng là suy hấp tiến triển hay là ARDS. Thế thì về mặt suy hấp là một cái hậu quả của viêm phổi thì chúng ta sẽ chia thành hai cái dạng chính. Thì dạng thứ nhất là tổn thương liên quan đến cái rối loạn về mặt chức năng hô hấp hay là chức năng trao đổi khí, thì chủ yếu chúng ta nói về vấn đề oxy, tức là bệnh nhân của chúng ta sẽ giảm oxy máu rất là nặng, và tất nhiên là càng tổn thương phổi nặng thì cái giảm oxy máu đó là càng lớn. Cái thứ hai là suy chức năng bơm, chính là cái vai trò của thông khí, thì khi đó thì chúng ta sẽ thấy là CO2 của bệnh nhân sẽ tăng lên. Vậy thì khi một bệnh nhân viêm phổi mà chúng ta không giải quyết được một cách tích cực ngay từ đầu ấy, thì đầu tiên vấn đề là ảnh hưởng đến đó chính là vấn đề giảm oxy máu của bệnh nhân. Và sau đó là sẽ đến vấn đề tăng CO2. Nếu bệnh nhân vào với chúng ta mà thấy tăng CO2 máu rồi thì chứng tỏ là chúng ta đã để bệnh nhân quá muộn. Đây là các rối loạn về thông khí và tưới máu liên quan đến câu chuyện giảm oxy máu. Thì chúng ta thấy là rất nhiều các vùng phổi khác nhau có các cái tổn thương khác nhau. Bình thường chúng ta đã thấy có sự không tương xứng ở các cái vùng phổi trong vấn đề trao đổi khí cũng như là vấn đề thông khí. Tuy nhiên thì khi mà chúng ta có những cái tổn thương liên quan đến cái câu chuyện viêm phổi thì các cái rối loạn đó nó sẽ hiện rất rõ. Ví dụ chúng ta sẽ nhìn thấy rất nhiều vùng phổi được gọi là rối loạn về, tức là không mất cân xứng giữa thông khí và tưới máu, hay là VQ mismatch, cũng như là những cái vùng phổi mà không hề có bất kỳ cái thông khí, bất kỳ một cái sự thông khí nào, đó là cái vùng phổi bị đông đặc hoàn toàn, dẫn đến cái hậu quả là chúng ta sẽ các cái tổn thương là shunt. Và như chúng ta đã biết ý, thì thường là giải quyết vấn đề oxy hóa thì chúng ta cho bệnh nhân thở oxy, nhưng khi mà cái hệ số shunt của chúng ta tăng lên ý, thì chỉ còn cách duy nhất là chúng ta thở máy áp lực dương. Thì ở đây chúng ta đang đề cập đến có hai cách lựa chọn, đó là thở máy áp lực dương không xâm nhập và thở máy áp lực dương xâm nhập. Về mặt cơ chế và vai trò của NIV hay là thở máy không xâm nhập ấy, thì trong tiếng Anh nó gọi là NIV, tức là non-invasive ventilation, hoặc đôi khi nó gọi là non-invasive positive ventilation. Thế thì dù là cái tên gì chăng nữa thì nó muốn nói về cái vai trò là chúng ta sử dụng cái áp lực dương để làm gì. Thì đây là cái cơ chế mà giải quyết vấn đề đó. Ví dụ như là phổi bị tổn thương gây ra cái tình trạng là rối loạn thông khí tưới máu, tình trạng shunt, giảm oxy, và chúng ta sử dụng áp lực dương ở đây dùng là PEEP, tức là áp lực dương cuối thì thở ra, hay là CPAP, áp lực dương cuối thì thở ra, hay là áp lực dương liên tục để cải thiện cái tình trạng giảm oxy máu. Ngoài ra thì các cái rối loạn thông khí như shunt, rồi rối loạn thông khí dẫn đến hiện tượng tắc nghẽn của đường khí mà chúng ta thấy rất nhiều bệnh nhân viêm phổi sẽ có ấy, thì cũng sử dụng cái CPAP và PEEP đó sẽ giúp cho chúng ta mở thông được cái đường khí. Và đây là một trong những cái vai trò rất là quan trọng. Những cái bệnh nhân càng tổn thương phổi càng nặng, chúng ta càng phải sử dụng cái mức độ PEEP càng cao. Và trên thực tế lâm sàng đã chứng minh rằng là nếu mà chúng ta sử dụng cao thì cái cải thiện oxy máu sẽ rất là tốt, đúng không ạ?
Thì đấy là cái mà đích mà thường bác sĩ lâm sàng chúng ta cần muốn đạt đến. Về phương thức thông khí NIV thì chúng ta có hai cái hình thức để lựa chọn trong các cái hệ thống máy móc, thì nó tùy theo vào hệ thống máy chúng ta có thể lựa chọn. Thường gặp nhất là chúng ta sử dụng các mốt áp lực. Tức là cái mốt này thì thường là bệnh nhân rất là dễ chịu, bởi vì là trong mốt áp lực là người ta chỉ máy thở nó chỉ quan tâm đến đẩy đủ cái áp lực vào trong phổi bệnh nhân thôi. Nó không cần quan tâm là bệnh nhân đạt được cái VT, đúng không ạ? Thì khi đó thì người lâm sàng, các bác sĩ lâm sàng của chúng ta cần phải theo dõi cái VT. Đấy, thì các cái mức áp lực nó có thể là gì? Chỉ một mức áp lực thôi, đó là CPAP. Rồi nếu có thể sử dụng hai mức áp lực thì chúng ta gọi là BiPAP. Và chính cái BiPAP đó, ở giữa cái hai mức áp lực đó chính là cái được gọi là hỗ trợ áp lực, hay là gọi là PSV, là Pressure Support Ventilation. Và một số các cái máy thở thì họ lại chọn cái giải pháp là sử dụng các mốt về thể tích. Tức là người ta quan tâm, chúng ta quan tâm đến cái thể tích mà đưa cho bệnh nhân, đảm bảo cái thể tích cho bệnh nhân. Thế thì các cái máy thở mà có thể sử dụng các cái mốt thể tích đó, có thể sử dụng các máy thở truyền thống, ví dụ như là máy thở ICU chẳng hạn. Chúng ta có thể sử dụng các cái máy thở đó cho việc không xâm nhập và sử dụng cả hai mốt thở. Thì đây là một cái lựa chọn rất là phong phú cho những cái khoa mà chúng ta có cái máy móc và máy thở. Và khi đó chúng ta sẽ sử dụng một cách là một cách linh hoạt hơn. Về cái chỉ định của NIV thì hiện nay ấy, thì COPD là tốt nhất. Trước đây chúng ta sẽ thấy là phần lớn các bệnh nhân COPD là vào viện là chúng ta phải đặt ống nội quản nếu bệnh nhân có suy hấp. Nhưng hiện nay thì không có câu chuyện đó, không phải là cái vấn đề của đặt ống nữa, mà rất nhiều bệnh nhân COPD của chúng ta đã hoàn toàn có thể cải thiện được chức năng hô hấp sau khi bệnh nhân được thở không xâm nhập. Như vậy thì bệnh nhân hiện nay nếu vào ICU mà chẩn đoán mà hoặc là vào khoa hấp mà chúng ta mà chẩn đoán mà COPD mà có suy hấp là chúng ta thấy là chúng ta áp dụng thở máy không xâm nhập rất là tốt. Ngoài ra thì các cái quá trình cai máy ở trong ICU của chúng tôi cũng thế. Nếu bệnh nhân COPD vào với chúng tôi sau khi mà các bạn đã đặt ống xong rồi, chúng tôi chỉ điều chỉnh bệnh nhân và đánh giá bệnh nhân sau 24 giờ. Chúng tôi có thể rút nội quản ra và thở cho bệnh nhân thở, chuyển về thở không xâm nhập để cai máy cho bệnh nhân. Như vậy cái thở không xâm nhập ở trong trường hợp này nó còn giúp cho cái bệnh nhân rất nhiều về cái câu chuyện là gì, cai máy tốt hơn. Ngoài ra thì hen phế quản, sơ phổi rồi các cái bệnh béo phì thì mức độ bằng chứng thấp hơn đối với cái tắc nghẽn là như vậy. Thế còn đối với các cái suy hấp mà do giảm oxy máu mà viêm phổi là một trong ví dụ thì chúng ta sẽ thấy là phù phổi là tốt nhất. Nếu một bệnh nhân gì mà chúng ta thấy tổn thương phổi cả hai bên mà chúng ta chẩn đoán viêm phổi, chúng ta thở máy áp lực dương, bệnh nhân cải thiện một cách ngoạn mục thì rất nhiều khả năng chúng ta phải cân nhắc khả năng bệnh nhân có kèm theo yếu tố suy tim và chúng ta tìm các bằng chứng để điều trị suy tim nó tốt hơn. Và bởi vì chúng ta chỉ nhìn trên đây phù phổi, nếu chúng ta thở CPAP là mức độ bằng chứng cao nhất. Các bệnh lý viêm phổi mà có giảm miễn dịch thì với cái giảm miễn dịch mà chúng ta đặt ống vào cho bệnh nhân và thở máy xâm nhập thì chắc chắn chúng ta sẽ thất bại, sau 3 ngày sau chúng ta sẽ bị nhiễm trùng bệnh viện và chắc chắn là bệnh nhân sẽ thất bại. Chính vì lý do như vậy, lựa chọn của chúng ta là gì? Sẽ cho những cái bệnh nhân viêm phổi đó được thở không xâm nhập để tìm cơ hội chữa cho họ. Các cái bệnh lý viêm phổi ARDS thì mức độ bằng chứng thấp hơn rất nhiều, bởi vì hiện nay các cái bằng chứng nghiên cứu trên thế giới chúng ta thấy rằng là họ sẽ tập trung vào tìm những cái cơ sở tốt nhất để mà áp dụng kỹ thuật. Nhưng mà khi mà chúng ta áp dụng rồi thì cũng có những trường hợp áp dụng tốt, nhưng có nhiều trường hợp áp dụng chúng ta có thể gây ra những cái hậu quả mà chúng ta không lường được. Chính vì lý do như vậy thì vấn đề chỉ định hoàn toàn là chúng ta phải hết sức cân nhắc khi mà chúng ta chỉ định. Tôi xin điểm qua một chút về các cái mốt thở. Thì mốt CPAP thì rất đơn giản thôi. Mốt CPAP tức là chúng ta bơm vào liên tục một cái áp lực dương. Thì cái mốt CPAP là hầu hết các máy của chúng ta đều có, kể cả các máy sử dụng cho việc điều trị thở máy tại nhà. Ví dụ như là mà các cái máy thở nhỏ gọn như thế nó cũng có thể sử dụng để cho bệnh nhân thở CPAP. Về mặt CPAP thì bản chất của nó chỉ là một cái áp lực dương liên tục, do đó mà có rất nhiều cách. Thế thì hiện nay thì ngoài cái việc sử dụng máy thì chúng tôi sử dụng cái hệ thống oxy dòng cao, tôi gọi là high flow oxygen system đấy, thì nó cũng có thể giúp cho chúng ta một cái CPAP cho bệnh nhân. Và rất nhiều cái bệnh nhân của chúng tôi đều sử dụng cái hệ thống high flow thì nó có tác dụng CPAP tương tự như vậy. Đối với BiPAP, tức là CPAP cộng với hỗ trợ áp lực thì nó khác với cái mode mà CPAP ở cái điểm là gì ạ? Nó mỗi một cái nhịp mà bệnh nhân có, người ta phát hiện, máy phát hiện ra bệnh nhân hít vào thì máy sẽ đẩy vào một không mức độ hỗ trợ áp lực, mà mức độ hỗ trợ áp lực là do thầy thuốc chúng ta cài đặt. Càng cài đặt cái mức độ hỗ trợ áp lực càng cao thì cái thể tích bơm vào phổi sẽ càng lớn. Thì nó giống như chúng ta bóp bóng cho bệnh nhân vậy thôi. Về mốt BiPAP ấy, thì bản chất của vấn đề là gì? Trong một số máy nó sẽ hiện ra các cái chữ, ví dụ như là IPAP và EPAP. IPAP tức là áp lực dương thì thở vào và EPAP là áp lực dương thì thở ra. Và nếu chúng ta lấy IPAP trừ đi EPAP chính là mức hỗ trợ áp lực ở giữa. Thế thì đấy là một trong những cái mà chúng ta lưu ý.
là mỗi một cái máy có thể nó tên khác nhau, nhưng bản chất của vấn đề là gì? Người ta cho phép chúng ta tự thở trên một áp lực dương, và có thể trên áp lực dương đó người ta sẽ hỗ trợ chúng ta các cái nhịp thở khác nhau. Và nếu như chúng ta sử dụng các cái mức độ như vậy, thì nếu chúng ta cài đặt, chúng ta muốn là bệnh nhân tốt hơn về oxy chẳng hạn, thì chúng ta sẽ tác động vào cái gì? Ví dụ bệnh nhân oxy kém thì CPAP, chúng ta sẽ tăng cái CPAP, chính là EPAP lên. Tăng cái EPAP lên thì cái oxy sẽ được cải thiện. Nếu như bệnh nhân có vấn đề liên quan đến vấn đề thông khí, tức là CO2 bệnh nhân cao mà chúng ta muốn là thải bớt CO2, thì chúng ta sẽ tăng cái mức độ hỗ trợ áp lực lên, hay là ở trên đây chính là chúng ta tăng cái EPAP lên, thì sẽ giải quyết được vấn đề đó. Như vậy thì rõ ràng là cái vấn đề điều chỉnh trên bệnh nhân ấy, nó hoàn toàn là tính chất vi chỉnh của cái người thầy thuốc lâm sàng. Chúng ta phải hiểu biết một chút về cơ học, về vật lý một tí, và sau đó là gì, chúng ta sẽ điều chỉnh cho bệnh nhân cho nó phù hợp và bệnh nhân dễ chịu. Và ngoài ra nữa thì trên một số máy nó có thêm mốt PIPAP ST, thì cái mốt này là cái mốt mà giúp cho cái người thầy thuốc có sự an tâm một chút. Bởi vì nếu như trong trường hợp mà anh thở không xâm nhập và bệnh nhân lại ngừng thở, thì cái mốt ST đó nó sẽ backup trở lại và cho phép người ta, máy thở sẽ đẩy vào những các cái nhịp thở kiểm soát cho bệnh nhân. Điều đó có nghĩa là gì? Bệnh nhân được an toàn hơn. Vậy thì khi mà chúng ta đặt cho bệnh nhân mà mức độ suy hấp ở các cái khoa phòng chẳng hạn, mà chúng ta điều kiện theo dõi không tốt, thì PIPAP ST là một lựa chọn tốt cho chúng ta. Đây là một cái mốt PIPAP chúng ta mô tả ở trên, thì đây là mức áp lực cao ở trên, ví dụ ở đây là 10 và đây là 5 cm nước. Các bạn sẽ nhìn thấy ở trên máy thở, một số máy nó có hiển thị dạng sóng, chúng ta sẽ nhìn thấy được cái hiện tượng sóng máy thở như này. Về vấn đề giao diện đối với máy thở không xâm nhập là một cái điều rất là quan trọng, bởi vì chúng ta thất bại nhiều nhất đối với thở không xâm nhập chính là chúng ta không chọn cái mask hay là giao diện tốt. Và trên thế giới thì họ rất nhiều cái giao diện, ở đây các thầy ở đây là những chuyên gia hàng đầu rồi, thì các thầy cũng đã chắc chắn là rất nhiều cái kinh nghiệm về vấn đề này. Nhưng mà rõ ràng là vấn đề là cái người mà để hiểu cho chúng ta đó là bảo hiểm y tế. Người ta không bao giờ chịu hiểu. Họ chỉ bán cho chúng ta, họ chấp nhận cho chúng ta một loại mask thôi, và không chấp nhận cái loại mask khác. Và nhiều khi chúng ta phải cãi nhau mãi, thậm chí là có những gia đình phải bỏ tiền ra để mua những cái phương tiện hỗ trợ khác. Thì ngoài kia tôi biết là ở trong các quầy ngoài kia, các bạn sẽ nhìn thấy rất nhiều các cái dạng giao diện. Và việc mà tăng cường cái sử dụng cái giao diện sẽ làm cho bệnh nhân dễ chịu hơn, rồi bệnh nhân sẽ thích nghi với và đáp ứng với cái chế độ thở máy của chúng ta tốt hơn. Về cái chế độ thở máy thì chúng ta bao giờ cũng phải xem là thế chúng ta áp dụng như vậy thì cái hiệu quả về mặt lâm sàng nó có cải thiện hay không. Thì đây là một cái nghiên cứu cho chúng ta cái điều đó. Tức là đây người ta áp dụng cái NIV, tức là thở máy không xâm nhập, cho những trường hợp bệnh nhân suy hấp cấp vào khoa cấp cứu, thì người ta chứng minh được giảm được tỷ lệ tử vong. Và người ta chứng minh được là giảm được cái tỷ lệ cái bệnh nhân phải nhập viện vào ICU. Có thể cái việc nhập viện ICU của đối với chúng ta thì rất là rẻ tiền, vì ICU của chúng ta người ta trả rất là rẻ. Nhưng đối với thế giới thì không được, không phải như vậy. Có một người có thể một ngày nằm ICU có thể đến 5.000 đô, đúng không ạ? Hoặc là có thể đến hàng chục nghìn đô. Do đó mà việc nhập vào ICU là một gánh nặng cho cái bệnh viện, mà nếu phải anh chỉ chi trả. Do đó cái điều đó rất quan trọng với việc mà áp dụng không xâm nhập ở những cái khoa cấp cứu, làm giảm cái tỷ lệ các cái bệnh nhân mà phải nhập viện. Và đây cái nghiên cứu này đã chứng minh được cái điều đó rất là rõ rệt, cái chuyện mà giảm bệnh nhân tử vong và nhập vào ICU. Ngoài ra nữa thì có những cái bệnh nhân, ví dụ ở đây trong cái nghiên cứu này ở bệnh nhân HIV chẳng hạn, nếu bệnh nhân HIV mà có kèm theo viêm phổi mà chúng ta cứ đặt ống hết thì cái nguy cơ cho cả bệnh nhân và cho các cái thầy thuốc lâm sàng. Và tôi biết là bên chỗ anh Cường chắc chắn là sẽ có rất nhiều bệnh nhân HIV. Vậy thì thở máy không xâm nhập sẽ là lựa chọn cho bệnh nhân đó. Thì tuy nhiên cái thở máy không xâm nhập đến mức độ như thế nào thì là chúng ta phải xem cái bệnh nhân đó. Ví dụ trong cái nghiên cứu này chỉ có trên 30 bệnh nhân thôi, nhưng mà người ta áp dụng các cái mức PEEP khác nhau, từ đây là 5, 10, 15. Họ dùng PEEP rất cao, xem là cái oxy có cải thiện không, thì tất cả các chỉ số về oxy máu đều cải thiện khi mà chúng ta tăng PEEP lên. Điều đó là hoàn toàn rất hợp lý, bởi vì chúng ta sử dụng cái PEEP cao thì đương nhiên là bệnh nhân sẽ được cải thiện. Tuy nhiên thì cái việc đó chúng ta lưu ý là PEEP cao nó cũng có những cái nguy cơ nhất định, và nếu mà có điều kiện thì chúng ta sẽ trao đổi ở trong những phần tiếp theo. Và tất nhiên là nếu mà chúng ta cho thở PEEP thì oxy hóa máu sẽ cải thiện, rồi CO2 được bình ổn và nhịp thở sẽ giảm. Đấy là cái điều chắc chắn. Vậy thì rõ ràng là khi mà chúng ta cho bệnh nhân thở không xâm nhập, dù cái mức độ chúng ta cài đặt là gì, thì theo dõi lâm sàng là rất quan trọng. Chúng ta phải đánh giá xem là bệnh nhân có đáp ứng với chúng ta và quyết định cái chế độ thở máy đó hay không. Tuy nhiên thì có những người họ rất là cực đoan, họ có thể là áp dụng tất cả cái thở máy không xâm nhập, bởi vì có thể đấy là cái trường phái của các cái trung tâm. Thì đây là một cái nghiên cứu cho chúng ta thấy điều đó. Người ta áp dụng cái NIV cho cả cái bệnh nhân ARDS, mà chúng ta biết ARDS là gì ạ? Là thiếu giảm oxy máu rất là trầm trọng. Và người ta đánh giá cái chỉ số giảm oxy bằng chỉ số P/F, PaO2/FiO2.
Thì ở đây trong cái bài báo tổng quan này thì người ta đã đưa ra cái quan điểm là gì? Nếu chúng ta cần phải thử cho bệnh nhân ARDS thì chúng ta có thể thử. Tuy nhiên khả năng thất bại rất cao, và đặc biệt nếu chỉ số P trên F của bệnh nhân của chúng ta mà dưới 200 thì việc thử đó là rất nguy hiểm. Nên chúng ta phải cân nhắc vậy. Nếu bệnh nhân oxy hóa quá kém, thử cũng được. Trong cái thời gian mà chúng ta gì chờ để chuẩn bị đặt nội quản, và rất nhiều cái cơ sở của chúng ta ấy, là để đặt được ống nội quản là thậm chí là các bạn phải lục lọi cả cái bệnh viện lên để tìm những cái bộ đặt nội quản chứ không phải dễ. Chính vì lý do như vậy, nếu chúng ta có cái máy sẵn ở đó thì chúng ta cho người ta thở ngay không xâm nhập để là hỗ trợ cho người ta, và trong khi chúng ta chờ cái bộ dụng cụ và cái người có thể đặt ống được đến với chúng ta. Đối với NIV ngoài ICU là gì? Bởi vì cái việc triển khai các máy không xâm nhập trở thành một vấn đề là một cái được coi như là một cái xu hướng của thời đại. Hiện nay máy không xâm nhập có ở mọi nơi. Vậy thì nếu mà chúng ta triển khai ở bệnh nhân ở ngoài ICU thì đây là một cái nghiên cứu cho ta thấy là triển khai ở các khoa phòng trong bệnh phòng thì thấy rằng là cái nhóm mà chúng ta thở NIV ở các bệnh phòng ấy là làm giảm được cái tỷ lệ vào nhập ICU cũng như là giảm tỷ lệ tử vong. Như vậy rõ ràng là chúng ta có quyền áp dụng cái NIV ở các bệnh nhân ở các bệnh phòng của chúng ta, và điều đó rất là tốt. Về NIV và hướng dẫn tại hiện nay thì về nếu đây là một số cái liên quan đến các cái chỉ số được gọi là về mặt kỹ thuật, thì ví dụ như lúc khởi đầu thì dùng EPAP là 10, sau đó là EPAP là 4-5, sau đó tăng dần 5cm mỗi 10 phút và maximum chúng ta đặt là 20cm nước, đều là cấp độ bằng chứng rất cao. Đấy là cái khuyến cáo và coi như là một cái hướng dẫn kỹ thuật rất là tốt rồi. Và đặc biệt là gì, nếu như mà chúng ta thấy cải thiện về các chức năng lâm sàng ấy thì chứng tỏ cái việc NIV của chúng ta có đáp ứng, và chúng ta cân nhắc là gì, chúng ta đánh giá được các cái chỉ số của bệnh nhân và theo dõi các chỉ số đó. Và cái thời gian điều trị là rất quan trọng, bởi vì là chúng ta có thể thử nhưng chúng ta phải biết là bao nhiêu lâu thử mà thì quyết định là bệnh nhân có thành công hay không. Thì người ta khuyên là gì, 4 giờ đầu là giờ rất là nhạy cảm của bệnh nhân, chúng ta phải theo dõi rất sát. Và gì, thường là trong 3 ngày chúng ta phải giải quyết được vấn đề không xâm nhập. Chúng ta không thể để cho bệnh nhân thở không xâm nhập cả tuần, cả tháng được. Phải giải quyết vấn đề của bệnh nhân. Đấy là cái điều rất quan trọng. Trừ cái trường hợp là suy hấp mãn tính chứ không nói gì, đúng không ạ? Thế thì đây là các cái phác đồ đây chúng ta đưa ra. Ví dụ như bệnh nhân suy hấp có chỉ định là có suy hấp cấp hay không. Có hay không thì thử NIV 1-2 giờ. Nếu cải thiện thì chúng ta sẽ tiếp tục trong 4-6 giờ đạt được mục tiêu rồi theo dõi và quyết định. Và nếu không thì chúng ta đánh giá lại. Và đặc biệt là việc đặt nội quản. Vậy thì có rất nhiều người nói rằng là tôi có thể thử NIV. Đúng, đồng ý, các bạn có thể thử NIV. Nhưng nếu như mà backup sau khi mà thử NIV thất bại thì chúng ta làm gì? Phải đặt ống. Phải, nếu như chúng ta không có kỹ thuật, không có cái trình độ mà không có kỹ năng đặt ống thì đó cũng là một thách thức khi mà chúng ta thở máy cho bệnh nhân không xâm nhập. Và chiến lược cai thì người ta nói là gì? Sau khi đã thở rồi, tốt rồi thì 16 giờ sau thì mỗi ngày sau thì phải cai nó đi. Chứ không người ta sẽ nghiện. Thì 16 giờ cho ngày thứ 2, 12 giờ ngày thứ 3 và cuối cùng giảm dần. Chứ chúng ta không được cho phép thở 24/24. Đấy là một cái mà chú ý khi mà thở NIV, không phải là liên tục, đúng không ạ? Và khi nào dừng NIV để chuyển sang thở máy xâm nhập thì đây là một câu hỏi rất khó cho thầy thuốc lâm sàng. Đôi khi chúng ta cứ cố gắng chờ một tí, chờ một chút xem bệnh nhân có cải thiện không, thì đây chúng ta xem đây là những cái gì chúng ta có thể chờ được. Chúng ta xem pH, PSO2 có cải thiện không, chúng ta xem nhịp thở có cải thiện không, huyết động ổn định không, oxy không, có suy giảm ý thức không, có các cái vấn đề liên quan đến chất tiết. Đúng không ạ? Nếu mà bệnh nhân mà có nhiều đờm mà không khạc ra được ấy thì tốt nhất là chúng ta đặt ống. Cái đặt ống đó sẽ giải quyết vấn đề đờm dãi, quan trọng hơn là cái việc chúng ta cứ duy trì bệnh mãi bệnh nhân như vậy. Và các cái biến chứng thì có rất nhiều các biến chứng ở trên đây chúng tôi mô tả ở đây. Nhưng mà đa phần các biến chứng đó lại rất là nhẹ nhàng và có thể giải quyết được. Đa phần các biến chứng là chúng ta sử dụng các cái mask mà nó không đủ tiêu chuẩn hoặc nó quá lâu, nó quá thời gian thì nó sẽ dẫn đến các cái rò rỉ, nó dẫn đến các cái loét trên mặt. Thì chúng ta sử dụng mask tốt hơn thôi, thì một số thứ thì chúng ta có thể cải thiện được. Đây là một loạt các biến chứng người ta đưa ra cho chúng ta biết là rất nhiều các biến chứng liên quan đến phù, liên quan đến CO2, liên quan đến sợ khoảng không, rồi liên quan đến các cái rối loạn khác về cơ học, rồi loét mũi vân vân đều được đặt ra ở đây. Thì đây là một cái hướng dẫn cho chúng ta biết các cái biện pháp mà chúng ta có thể sử dụng để mà giải quyết những trường hợp đó. Thì thường những hướng dẫn này có thể chúng ta in ra và để trao đổi và đưa vào quy trình để cho điều dưỡng người ta thực hiện. Các yếu tố tiên lượng thành công là gì? Thứ nhất là tuổi càng trẻ thì càng tốt, đương nhiên các cái bệnh nhẹ hơn, rồi thì hợp tác tốt là rất quan trọng. Nếu bệnh nhân mà hợp tác mà chịu được ngay từ đầu thì chúng ta sẽ thành công rất là rõ. Rồi về mức độ là tăng suy hấp không quá mức độ toan không quá nặng, rồi tình trạng bệnh nhân vân vân. Thì những cái bệnh nhân này thường là mức độ suy hấp trung bình và nặng là chúng ta ok rồi, rất là tốt rồi. Và
Và đây là một cái nghiên cứu trên một cái nhóm bệnh nhân suy giảm miễn dịch ở trong bệnh viện và thở không xâm nhập, thì xem ở đối tượng là người già thì xem nó thay đổi như nào, thì thấy rằng nếu mà thở không xâm nhập là cái tỷ lệ tử vong là được cải thiện, đúng không ạ? Rất là rõ rệt. Tuy nhiên thì các nghiên cứu khác, đây là một nghiên cứu khác tiến hành ở châu Âu, thì lại thấy rằng là trong một cái quần thể bệnh nhân rất là lớn ở Mỹ, xin lỗi ở Mỹ, thì thấy rằng là cái thở không xâm nhập lại không tốt bằng thở xâm nhập. Có nghĩa là khi mà bệnh nhân có cái dấu hiệu suy hấp thì anh tốt nhất là anh đặt ống thở máy. Cái quan điểm người ta đưa ra là như vậy. Thế thì rõ ràng cái mấu chốt không phải là không xâm nhập không có hiệu quả, cái mấu chốt là có thể chúng ta đã để không xâm nhập quá mức làm cho bệnh nhân không chịu được. Chính vì lý do như vậy thì gần đây người ta đưa ra các cái chỉ số được gọi là tiên lượng thành công của thở máy không xâm nhập, mà chỉ số HCOR là một chỉ số đó gồm các cái yếu tố liên quan nhịp tim, pH máu, tình trạng ý thức, P trên F, rồi tần số thở. Và người ta thấy cái điểm cắt, các cái điểm ở đây, và nếu điểm cắt là trên 5 thì cái nguy cơ tử vong của bệnh nhân rất là cao. Đây là một trong những điểm mà đây là cái nghiên cứu năm 2017 và đã được Hội Hô hấp Châu Âu đưa vào trong một cái chỉ số để chúng ta đánh giá tiên lượng bệnh nhân của chúng ta có thất bại đối với thở không xâm nhập hay không. Và đó là trong những lý do để giúp cho chúng ta, định hướng cho chúng ta trong vấn đề quyết định thở máy không xâm nhập. Và chúng tôi biết rằng là trong vấn đề thở máy không xâm nhập còn rất nhiều điều phải bàn, rất nhiều thứ phải cần phải nói. Nhưng mà vì trong cái khuôn khổ của thời gian, chúng tôi cũng xin kết luận ở đây là nếu chúng ta có những cái bệnh nhân mà có chỉ định về oxy máu mà chúng ta thở các cái biện pháp oxy mà không có cải thiện thì thở máy không xâm nhập là một lựa chọn. Và khi cái lựa chọn đó, chúng ta phải biết đánh giá bệnh nhân, theo dõi bệnh nhân sát và sử dụng các cái chỉ số như HCOR tôi vừa đề cập ở trên để quyết định cái thời điểm mà chúng ta sẽ chuyển từ thở xâm nhập, không xâm nhập sang không xâm nhập. Và đấy là một trong những điều rất quan trọng trong vấn đề chúng ta can thiệp về lâm sàng. Và xin trân trọng cảm ơn cái sự chú ý theo dõi của các thầy, các bạn và các anh các chị. Vâng, xin chào, cảm ơn thầy Đỗ Ngọc Sơn.